Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và chúng tôi đang thừa về một cái cuộc khẩu chiến của Tòa Bạch Ốc với lại tờ Wall Street Journal, bởi vì họ tung ra một cái bài báo và đặt cái vấn đề là ông Biden đang sa sút về cái sự minh mẫn và về cái sự sắc bén của mình. Bên phía Tòa Bạch Ốc nói là ôi chuyện cũ quá. Wall Street Journal tưởng đây là chuyện nóng chứ chuyện cũ rồi. Và thực sự quý vị để ý thấy thực sự là rất là tội nghiệp cho người dân Mỹ khi mà vào tháng 11 sắp tới đây chúng ta phải đi bỏ phiếu để bầu cho hai vị ứng cử viên đều lớn tuổi. Và bây giờ cái vấn đề lớn tuổi và sa sút trí nhớ lại trở thành cái đòn công kích mà bên này chỉ trích cho bên kia. Bên này nói ông Biden lẩn thẩn, bên kia thì nói là ông Donald Trump cũng nhớ nhớ quên quên. Và bây giờ người dân Mỹ buộc lòng là giữa hai cái khó thì phải lựa cái ít khó hơn. Tòa Bạch Ốc chỉ trích ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ viện, người đã rời Hạ viện rồi. Nhưng mà bây giờ để lại những cái dư chấn của nó. Ông Kevin McCarthy nói đó là tôi đã từng đến nhà riêng của ông Biden khi mà ông ấy còn là phó tổng thống. Rồi thời đó với bây giờ ông ấy khác xa nhau lắm nha. Nói một cái câu mà tưởng chừng giống như là một cái chân lý gì mà người ta vừa mới tìm ra vậy thưa quý vị. Quý vị để ý thấy chúng ta đó, năm trước đến năm sau là nó đã khác rồi. Về sức khỏe, về thể chất và kể cả cái trí nhớ của mình. Kevin McCarthy nói, trời ơi, cái hồi mà Biden còn là phó tổng thống dưới thời của Barack Obama, ông ấy khác lắm. Giờ ông là tổng thống, ông khác lắm nha. Ông ấy thay đổi nhiều lắm. Rồi Kevin McCarthy nói, trong cái cuộc họp mà viện trợ cho Ukraine hồi tháng 1, ông ấy lẩn thẩn, nói cái gì mà lý nhí trong miệng, đâu ai nghe được gì đâu. Thì bên phía Tòa Bạch Ốc mới đăng lại những cái post mà Kevin McCarthy đã viết lên trên mạng X cũng sau cái cuộc họp với ông Biden. Kevin McCarthy đã viết rằng tôi vừa có một cái cuộc họp rất là hiệu quả với ông Biden. Ông ấy rõ ràng là rất là sắc bén, rất là nhạy bén và rất là sắc sảo. Đó là lời Kevin McCarthy nói, nhưng mà sau đó lại quay xe trong các cuộc phỏng vấn với lại Wall Street Journal. Và trên MSNBC thưa quý vị, ngay lập tức như chúng tôi nói đó, là họ bên phía đảng Dân Chủ và là những đồng minh của ông Biden, họ tung ra cả một chiến dịch để mà họ bảo vệ uy tín của đương kim tổng thống. MSNBC trong chương trình Morning Joe, người bình luận tin tức đã nói rằng tôi gặp gỡ bao nhiêu nhiệm kỳ tổng thống. Và nếu không muốn nói là phỏng vấn, không chỉ là phỏng vấn sơ sơ đó, mà phỏng vấn rất là sâu. Và tôi dám nói một điều rằng ông Biden trong những cái vấn đề và đặc biệt về chính trường thế giới á nha, ông ấy vượt xa hơn các những cái vị nguyên thủ khác của nước Mỹ rất là nhiều với cái kiến thức và với cái kinh nghiệm của ông ấy. Đó là lời của MSNBC nói vào sáng ngày hôm nay để bảo vệ ông Tổng thống Biden. Một ý kiến khác nữa thưa quý vị, đó là một dân biểu bên phía đảng Dân Chủ đại diện ở Washington tên là Patty Murray. Người này cũng viết ở trên mạng X nói là ủa sao kỳ vậy ta? Wall Street Journal nói là phỏng vấn 45 vị dân biểu của cả Dân Chủ và cả Cộng Hòa về cái trí tuệ minh mẫn của ông Biden. Nhưng mà họ cũng phỏng vấn tôi nè. Và tôi nói là tôi đã cũng có tham dự trong cái cuộc họp đó. Và ông Biden thể hiện cái sự sắc sảo và kể cả cái sự rất là sắc lẹm của mình trong cái vấn đề mà viện trợ cho Ukraine và điều đình lên với lại bên phía các nhà lập pháp ở Quốc hội. Vậy tại sao Wall Street Journal không có trích dẫn lại ý của tôi? Surprise, surprise, surprise. Đó là ý kiến của vị dân biểu này nói. Và họ cho rằng là Wall Street Journal cùng với bên phía đảng Cộng Hòa đã tung ra cái đòn để mà hạ bệ uy tín của ông Tổng thống Biden. Thì chúng tôi gửi thông tin cho quý vị cả hai chiều để quý vị nhìn nhận. Và nhân nói về cái sự minh mẫn đó thì ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, chúng tôi có thưa quý vị là vào hồi thứ ba của tuần này ông cũng phải bị vời ra quốc hội, cũng bị làm hành làm tỏi, cũng bị những cái ông như Jim Jordan và James Comer đặt những cái câu hỏi, ví dụ như câu hỏi rất khó chịu, đá đểu ông này. Ủa ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt, truy tố ông Trump hai cái hồ sơ đó, ông tới xin việc ông hả? Ông Merrick Garland điềm nhiên và nói rằng, no, chính tôi là người ứng cử Jack Smith, là bởi vì ông ấy là một người độc lập, ông ấy đến từ tòa hình sự quốc tế thưa quý vị, một công tố viên có kinh nghiệm. Tôi không có hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Và khi mà bị những cái vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa chỉ trích tới tấp, ông Merrick Garland nói là Bộ Tư pháp không có sợ. Chúng tôi không có bị những cái trò mà hù dọa như thế này làm lo sợ. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cái công việc của mình. Và nhất là hiện nay nước Mỹ đang đau đầu.
để mà tìm cho ra và đối phó với những cái phiến quân khủng bố muốn trà trộn vào nước Mỹ, và đặc biệt sau cái chiến sự ở Trung Đông. Nhưng mà nó có một cái chi tiết như thế này. Bên phía Cộng Hòa đang muốn luận tội và truất phế ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp, bởi vì Bộ Tư pháp không chịu hợp tác với các ông bà bên phía Cộng Hòa giao nộp cái file audio mà ông Biden đã trả lời thẩm vấn với công tố viên đặc biệt Robert Hur trong cái vụ điều tra về tài liệu mật. Ông Jim Jordan, chúng tôi có thưa quý vị đó, vào ngày hôm qua ông nói một câu này bất công quá. Tại sao ông Trump giữ tài liệu mật thì bị truy tố hình sự, mà ông Biden giữ tài liệu mật lại không bị? Nhưng mà Jim Jordan cũng không nói là ông Mike Pence, cựu phó tổng thống và dưới thời của ông Trump, cũng giữ tài liệu mật nhưng mà bị tha bổng. Chúng tôi đã thưa về sự khác biệt, nhưng nói nhanh để nếu quý vị có miss cái phần sự kiện vừa rồi. Cái điểm khác biệt ở đây là chính là cái thái độ có chịu hợp tác với Bộ Tư pháp hay không. Những cái nhân vật như ông Mike Pence, cựu phó tổng thống, như ông Biden, đương kim tổng thống, khi mà tìm thấy tài liệu mật, ngay lập tức giao nộp cho Bộ Tư pháp. Còn ông Trump thì sao? Quý vị đã có câu trả lời. Và bây giờ bên phía Cộng Hòa đang muốn là luận tội và truất phế ông Merrick Garland là vì không có chịu hợp tác với Quốc hội để mà giao nộp cái file audio. Bên phía Dân Chủ nói là lạ lùng thiệt á. Bộ Tư pháp đã giao nộp toàn bộ cái văn bản ghi chép về những cái gì mà ông Biden khai với công tố viên đặc biệt Robert Hur, ghi chép không sót một móng. Nhưng mà Cộng Hòa không chịu, họ nói là phải có cái file audio đó để họ nghe. Để trong cái tiến trình mà họ đang muốn luận tội và truất phế ông Biden, họ muốn nghe cho rõ cái chuyện đó. Nhưng mà Bộ Tư pháp ông Merrick Garland có giải thích như thế này nè thưa quý vị. Bộ Tư pháp sẽ không có hợp tác với lại bên phía Cộng Hòa trong cái vấn đề này. Và chính ông Biden cũng đã ký sắc lệnh hành pháp để chặn đứng lại. Nguyên nhân gốc rễ của nó đó thưa quý vị, chính là họ sợ là cái file audio đó sẽ được dùng và được sự trợ giúp của công nghệ AI dùng những cái lời nói, cái giọng nói của ông Biden để mà biến tướng, bóp méo và làm thành những cái lời khai khác và tung lên trên mạng xã hội. Quý vị thấy trong thời gian vừa qua và cũng lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ, AI đã có nhiều cái vai trò đáng kể trong cái chuyện tung ra những cái hình ảnh giả, trong cái chuyện tung ra những cái thông tin giả, thậm chí trong cái chuyện tung ra những cái cuộc gọi giả. Ở New Hampshire, trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, quý vị nhớ có một cái cuộc gọi mà cử tri Cộng Hòa nghe giật mình luôn. Nghe giật mình luôn khi mà 20.000 cử tri của tiểu bang này nhận được cuộc gọi, ông Biden nói đừng đi bầu. Các chế, đừng đi bầu. Uổng phiếu lắm. Đừng có đi bầu cho ông Trump trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa của tiểu bang, mà hãy đợi vào tháng 11 sắp tới rồi đi bầu luôn thể. Và chắc chắn nếu như ông Biden làm chuyện này, là ông Biden đã vi phạm luật bầu cử của tiểu bang rồi của liên bang luôn. Nhưng mà cuối cùng người ta điều tra ra thưa quý vị, thì đúng là giọng nói Biden thật, đúng là nói về bầu cử thật, nhưng mà là do AI đã tạo ra. Và người đứng đằng sau cái cuộc gọi này đó đã bị truy tố, đó là ông Stephen Kramer, là một chiến lược gia chính trị cho ông Dean Phillips, dân biểu bên phía đảng Dân Chủ. Và ông Dean Phillips thì chối bỏ cái là không có liên quan gì tới nhân vật này nha, mặc dù là ông Stephen Kramer này là đang có một cái hợp đồng 6 chữ số với ông Dean Phillips. Dean Phillips nói tôi không có liên quan. Dean Phillips là người mà đang ra sức kêu gọi cử tri Dân Chủ là hãy bầu cho tôi có sức trẻ hơn. Biden thì giỏi đấy, nhưng mà Biden già rồi, tôi có sức trẻ hơn. Stephen Kramer, theo Bộ Tư pháp, cũng thông tin vào ngày hôm nay cho biết đã phủ nhận, không có thừa nhận tội trạng của mình trong 26 tội danh bị truy tố. Ông này đưa ra lý do vì sao mà mình tạo ra cái cuộc gọi AI giả đó. Không phải là để hãm hại Biden, không phải là vi phạm luật bầu cử, mà để cho mọi người ý thức được cái tác hại của trí tuệ nhân tạo AI trong bầu cử nó như thế nào. Giống như nếu quý vị có đi vô store mà trộm cắp vặt lấy một số món hàng hóa mà quên trả tiền đem về. Không phải là tôi quên, không phải là trí nhớ của tôi kém. Tôi cũng có tính ăn cắp nữa. Hồi nhỏ đi học, cô giáo hồi lớp 1 nói là đừng ăn cắp. Lớn lên chút, đặc biệt là mình càng ngày càng sống thì mình hiểu một điều là không có nên ăn cắp. Nhưng mà tôi làm vậy là để các cái bán hàng các cái khu chợ, người ta phải ý thức hơn trong việc giữ gìn hàng hóa của mình, tăng cường an ninh để bảo đảm hàng hóa của mình. Kiểu kiểu vậy á thưa quý vị. Ông Stephen Kramer không nhận tội. Thì chính vì những cái mối lo đó mà Bộ Tư pháp nói rằng
là bây giờ họ cung cấp cái audio dài gần 4 tiếng. Thế thì những cái kẻ xấu sẽ tha hồ bơi ngụp lặn trong cái audio đó và sẽ tạo ra những cái câu trả lời nó hoàn toàn là sai trái trong thực tế. Và quý vị nói AI, quý vị để ý chúng tôi đã thưa rồi là AI còn được sử dụng để tạo ra những cái hình ảnh, quý vị nhớ không, là ông Trump xuất hiện cùng với các cử tri da đen. Bây giờ ông Biden và ông Trump đang tranh nhau cái lá phiếu cử tri da đen và đang hết sức là thuyết phục. Ví dụ như ông Biden thì xuất hiện trong những cái bữa tiệc gây quỹ hay là trong những cái buổi gặp gỡ cử tri. Ông đặt câu hỏi gần đây nè, là mọi người thử đi, thử nghĩ lại đi. Nếu như mà vừa rồi những cái người mà tấn công bạo loạn quốc hội không phải là những người ủng hộ ông Trump để đảo ngược kết quả bầu cử, mà là những người da đen tấn công vô quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng, ông Trump sẽ nói gì? Ông Trump có gọi đó là người yêu nước không? Ông Trump có đòi là ân xá cho họ nếu như ông trở lại Tòa Bạch Ốc không? Thì cộng đồng người da đen ở Mỹ phải hiểu điều này. Cảm ơn ban kỹ thuật. Đây là tấm hình mới nhìn vô mình nói wow. Bầu cử năm 2020, 80% là bỏ phiếu cho ông Biden. Nhưng mà bây giờ cái số lượng cử tri trong các cuộc thăm dò giảm sút khoảng 15-20% và họ nghiêng về phía ông Trump. Đó là trong các cuộc thăm dò. Mà quả thật nhìn cái hình này nè, thấy những cái thanh niên da màu đã vây xung quanh ông Trump như vậy. Nhưng mà quý vị sau này mới biết được là những cái tấm hình này hoàn toàn do AI dựng nên. Và người ta nói là cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay của nước Mỹ, bầu cử Mỹ thì bao giờ cũng là tốn kém nhất so với các cuộc bầu cử trên thế giới. Và nhất là cái cuộc bầu cử năm nay nó sẽ khốc liệt, nó sẽ có rất nhiều kịch tính, nhất là có sự tham gia của AI. Bây giờ lên trên mạng, quý vị sẽ thấy tin giả thật, thật giả lẫn lộn. Ngay cái câu chuyện mà FBI đột kích vào nhà ông Trump để lấy đi những thùng tài liệu, FBI phối hợp với sở mật vụ để canh lúc ông vắng nhà, để mà có thể không có tạo ra quá nhiều drama. Vậy mà sau đó ông Trump tuyên bố và các cái ông bà nghị ở Hạ viện liên bang cũng đồng vọng tuyên bố y chang. Rồi nó đi lên trên chương trình Fox của Fox News, ông Jesse Walker cũng có bao nhiêu triệu người theo dõi, nói rằng FBI đem súng ống 55 vào và đòi ám sát Tổng thống Donald Trump và đặt gia đình của Tổng thống vào cái trạng thái nguy hiểm. Không đúng, lời cáo buộc đó không đúng thưa quý vị. Cho nên mới nói cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ vô cùng kịch tính là như vậy. Thì đó là câu chuyện liên quan tới ông Biden và những cái mối lo ngại trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Chuyển sang tin tức khác đi thưa quý vị. Người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ đây, phải nói là có rất nhiều những cái gương thành danh và làm cho chúng ta cũng, dù là cộng đồng thiểu số, nhưng mà đúng là nhiều khi cũng nở mày nở mặt. Khi thấy một cái tấm gương sáng, những cái người mà thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học thuật cho đến thương trường, cho đến chính trị, chúng ta cũng cảm thấy tự hào. Dù con số đó chưa nhiều, nhưng cứ mỗi lần có một cái cá nhân nào đó thành công thì mình cũng cảm thấy vui cho họ và tự hào cho cộng đồng của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thưa quý vị, cũng có những cái câu chuyện mà thiệt sự mình đọc mình nói là trời ơi, gốc Việt mà sinh sống ở Mỹ không có lo chí thú làm ăn mà để dính vô những cái con đường tù tội. Trong câu chuyện chúng tôi sắp kể với quý vị đây là chân dung một người Mỹ gốc Việt bị FBI bắt giữ vào hôm ngày thứ ba và bị truy tố, mà phải nói là chơi lớn luôn thưa quý vị. Đó là công tố viên liên bang và FBI đã bắt giữ một người đàn ông người Mỹ gốc Việt có tên là Long Phi Phạm, 38 tuổi, còn có nickname là Bruce. Bruce đến từ Brooklyn. Ông này làm gì mà bị bắt? Ông này đã tham gia vô một cái đường dây cá độ NBA rất là lớn thưa quý vị. Và thậm chí ông còn đồng lõa với cựu cầu thủ NBA là Jonte Porter. Tiền đạo này đã bị đuổi khỏi giải đấu vào đầu năm nay. Làm sao? Ông Bruce là Long Phi Phạm đó, đã mua chuộc cầu thủ này, thậm chí là tổ chức rất nhiều những cái cuộc họp tại các cái sòng bài để mà yêu cầu cầu thủ Porter này đó hoặc là giả vờ bị chấn thương hoặc là ghi điểm bao nhiêu trận, để mà bởi vì cá cược là nó có dính đến cái thành tích của một cầu thủ, để mà bảo đảm cái thành tích đó trên cái thị trường cá độ. Thì bây giờ cả hai phải a tòng với nhau, lập mưu với nhau. Và bây giờ người ta đối chiếu lại, người ta thấy trong cái kế hoạch của ông Long Phi Phạm này đó là cầu thủ Porter sẽ tấn công bao nhiêu bàn, rồi sẽ bị chấn thương bao nhiêu, rồi sẽ từ bỏ giải đấu bao nhiêu. Nó khớp với những gì xảy ra
trong những cái trận đấu thực tế. Và ông Long Phi Phạm đã bị bắt giữ. Ngay trước khi bị bắt giữ một ngày thì ông bị FBI thẩm vấn. Và ngày hôm sau ông lẻn ra sân bay. Và khi ở thời điểm bắt giữ đó thì ông đang cầm theo là gần 80.000 với hai cái check 80.000, rồi khoảng 20.000 tiền mặt và một số những cái ba cái điện thoại. Và FBI nói là cầu thủ Porter này á đang nợ như chúa chổm, và chủ nợ chính là ông Long Phi Phạm Brooks đến từ Brooklyn. Và bây giờ cái đường dây cá độ như vậy là rất là lớn. Và khi mà bị truy tố thì có thể Long Phi Phạm sẽ đối diện với mức án tù cao nhất là 20 năm. Cho thấy là người Mỹ gốc Việt, một lần nữa như chúng tôi nói, bên cạnh những cái con ong tẩn mẫn cứ chăm chỉ đi làm thì có những cái nhân vật cũng tìm nhiều cách tham gia những cái đường dây tội phạm mà chơi là chơi lớn như ông Long Phi Phạm, ông Bruce đến từ Brooklyn như thế này. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.